Lạy Chúa Giêsu linh mục tối cao, ôi linh mục, linh mục đời đời, ôi linh mục, linh mục duy nhất, linh mục duy nhất. Chúa đã hiến thế trên bàn thờ thâm xa, Chúa đang trung gian giữa trời và đất, giữa trời và đất, để tôn thờ Cha, để tôn thờ Cha, để cứu độ trần gian. Chúa muốn dùng con là linh mục của Chúa. Chúa muốn dùng con như khí cụ của Chúa để thông truyền xứng sông vô biên, để con làm chứng ta trong kia, để con làm tấm bánh thơm ngon đưa mẹ ra hiến trao muôn người. Lạy Chúa Giêsu linh mục tối cao, ôi linh mục, linh mục đời đời, ôi linh mục, linh mục duy nhất, linh mục duy nhất. Chúa đã hiến tế trên bàn thờ thâm xa, Chúa đang trung gian giữa trời và đất, giữa trời và đất, để tôn thờ Cha, để tôn thờ Cha, để cứu độ trần gian. Chúa muốn dùng con là linh mục của Chúa. Chúa muốn dùng con thực thi công trình Chúa. Con sẽ là bí tinh linh thiêng. Con một đời hiến tế hy sinh. Con đem lời giáo huấn trao ban lời, lời chân lý đến cho muôn người. Giêsu linh mục tối cao, ôi linh mục, linh mục đời đời, ôi linh mục duy nhất, linh mục duy nhất. Chúa đã hiến tế trên bàn thờ thâm xa, Chúa đang trung gian giữa trời và đất, giữa trời và đất, để tôn thờ Cha, để tôn thờ Cha, để cứu độ trần gian. Chúa muốn dùng con là linh mục của Chúa. Chúa muốn dùng con trong thân phận của con để con tìm cứu các sinh linh, để con hằng hướng tới vô biên, để tràn hòa tiếp nỗi yêu thương mang trong con tim mở ra vô cùng. Lạy Chúa Giêsu linh mục tối cao, ôi linh mục, linh mục đời đời, ôi linh mục, linh mục duy nhất, linh mục duy nhất. Chúa đã hiến tế trên bàn thờ thâm xa, Chúa đang trung gian giữa trời và đất, giữa trời và đất, để tôn thờ Cha, để tôn thờ Cha, để cứu